đúng theo lời mình hay không, không có lợi. Câu chuyện của một vị Bồ Tát hiến xác mình con cọp mẹ để con cọp con khỏi bị chết đó, nên hiểu theo nghĩa bóng, đó là các cái sở hữu rất là quý trọng là thân thể này, nhưng mà vì mục đích độ sinh đó, ta cần phải hiến tặng nó. Chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen là bây giờ cái đi vào trong xác sở thú coi con cọp nào, cá sấu nào, beo nào đang đói, chưa nó cho phát tâm cúng dường nó. Làm như thế thời gian sau người ta bỏ đạo Phật hết. Tại vì trong thời đại của Đức Phật á, vấn đề hiến xác khoa học chưa có. Có hiến không ai thèm nhận. Có nhận rồi người ta không biết để làm cái gì. Nhưng vấn đề mà giải thích về nội tài và bố thí nó là một sự căn. Đưa những cái câu chuyện đại khái như thế, chúng ta dễ hiểu được rằng là cái tính sở hữu về cơ thể này bám vào nó là khó được tái sinh, cho nên hãy buông xả nó bằng cách là hiến xác. Ta phải hiểu ý tưởng là thế. Bây giờ trở lại cái vấn đề lời nguyện Phật Dược Sư. Trong lời nguyện này đó, dĩ nhiên là Ngài không có đề cập đến vấn đề hiến các cái chi phần của cơ thể, mà sử dụng nó như là một công cụ để giúp người cứu đề. Giúp đó thì như chúng tôi vừa nêu là nó có hai phương diện: giúp ngặt, giúp nghèo, giúp linh. Vấn đề cứu ngặt đó, phần thường nó liên hệ đến các cái thiên tai, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, mà việc chậm trễ sự chu cấp và những giúp đỡ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn, là nạn nhân sẽ gặp những bất hạnh lớn hơn. Trong thời gian vừa qua, cơn bão số 9 tấn công miền Trung, thời gian sau đó cơn bão số 10, rồi chưa kịp khắc phục hậu quả của hai cơn bão này thì cơn bão số 11 lại tiếp tục tấn công. Các tỉnh miền Trung vốn đã nghèo khó khăn lại càng gặp nhiều khốn đốn hơn nữa. Báo chí và các phương tiện truyền thông cho biết cảnh rất đau lòng ở Tuy Hòa. Nhà ngập đến nóc. Khoảng cách của hai dãy nhà là một con đường. Và dĩ nhiên nó chỉ khoảng chừng 10 mét cho đến 15, 20 mét đối với những con đường phổ thông. Đứa con á, thì đang công việc ở bên nhà này và bão lụt nó xuất hiện đột xuất, cho nên bị vướng trong nhà đó. Và cha mẹ thì ở trong nhà của chính mình. Cả toàn tỉnh như thế mà chỉ có vài chiếc cano đi làm công việc cứu trợ, thì ta biết là có rất nhiều người phải xếp hàng để mà chờ. Và chờ trong tuyệt vọng, chờ trong mòn mỏi, chờ trong khổ đau. Thế vì lương thực không có. Những cái dự trữ trước đó, hầu như là không phải là thói quen. Có nơi thì trực tăng tế để thả xuống các lương khô để trợ cấp, trợ giúp. Dĩ nhiên là rất là chậm. Đứa con tiếp nhận được một thùng mì và muốn gửi cho cha mẹ ruột của mình cách đó 15 mét thôi. Và chỉ biết đứng và chờ đợi trong nước mắt và khổ đau thôi. Mong có một chiếc cano đồ đi ngang qua, một chiếc xuồng cứu trợ đồ đi ngang qua để nhờ người ta chuyển cái thùng mì gói đó vừa nhận được từ trực thăng cho cha mẹ già của mình. Mà hiện nay hai ông bà phải đứng ở trên cái cột nhà, rồi phải phá ngói ra, ngóc đầu ra khỏi cái mái nhà để mà tìm oxy mà thở. Và những ngày đó thì mưa tầm tã, phải che cái dù, mặc cái áo mưa vào. Cứu như thế gọi là cứu ngặt. Bản thân của những người này không phải là người nghèo. Mình mùa hoàn cảnh họ không thể nào có được cái phương tiện để tự cứu giúp mình vượt qua khó khăn. Thì việc trợ giúp như thế là như lửa cháy đồng, không thể chậm trễ. Đất nước Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo mấy nghìn năm, có tinh thần tương thân tương trợ. Lá lành tùm lá rách, lá ít tùm lá nhiều,
rá tả tê thì đùm cái rớt một tê. Hầu như là người nào cũng làm từ thiện, làm ít làm nhiều, bằng tiền, bằng sức khỏe, bằng lời kêu gọi, bằng vận động, bằng khích lệ. Và tất cả việc làm từ thiện đó ta phải hiểu đó, giống như là những giọt nước thảy vào trong sa mạc từ 43 đến 48 độ C, từng giọt bốc khói, nghĩa là không thấm vào đâu hết đó. Làm nhiều cỡ nào đi nữa cũng là một phần rất nhỏ so với cái nhu cầu thực tế rất cao. Rất nhiều phái đoàn từ Sài Gòn ra viện trong mấy chục ngày vừa qua. Vấn đề nằm ở chỗ là ta phải tính toán thế nào đã cao. Trên chiếc xe 5 tấn, 10 tấn, tiền lệ phí xe một ngày đi, một ngày về là khoảng hết 15-20 triệu rồi. Chỉ bằng là ta nhờ một ngôi chùa nào đó ở khu vực lân cận mà không bị ảnh hưởng của vùng bão lụt, mua các thực phẩm sẵn, thậm chí giá nó phải lên 10%, không sao hết á. Tính với cái mà vận chuyển xe hàng từ các cái tỉnh miền Nam ra miền Trung á, thì vẫn còn lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần biết tính toán thôi là chúng ta giúp đỡ cho rất nhiều người. Cho nên sẽ là một sự sai lầm. Đang khi cái nhu cầu cứu ngặt được diễn ra mà có một người nào đó suy nghĩ rằng phải giúp bằng cần câu. Cứu ngặt là phải cứu con cá. Con cá này đừng nên hiểu theo nghĩa đen là thịt phẩm mặn, tức là cứu những cái vật thực đáp ứng cho nhu cầu giải quyết nỗi khổ niềm đau đang hiện có. Năm 2001 tại Bhuj, thủ phủ của Gujarat, miền Nam của Ấn Độ, cơn động đất đã diễn ra trên 8 độ Richter và trên 50.000 người đã chết. Hàng chục ngàn ngôi nhà bị trở thành là đống gạch vụn. Chính phủ Ấn Độ tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi không cần nhận viện trợ. Đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Ấn Độ khắp nơi trên thế giới không tiếp nhận cứu trợ từ ngoài. Vì theo họ, làm như thế là mất mặt đất nước. Và họ nói rằng là họ có đủ khả năng để làm công việc này. Ta phải hiểu người Ấn Độ rất tự ái. Cơn bão Katrina diễn ra tại Louisiana, Hoa Kỳ, cái mức tàn phá đó rất là ít và thậm chí nó nhẹ hơn cơn bão số 10 của Việt Nam. Mà chính quyền Hoa Kỳ đã phải công bố tình trạng khẩn cấp để nhận viện trợ. Ai giàu như Hoa Kỳ và những trợ cấp xã hội của Hoa Kỳ cho các gia đình nạn nhân là 50.000 đô. Còn các trợ cấp từ các cái tổ chức xã hội và phi chính phủ là không tính nữa. Riêng chính phủ không là như thế rồi. Trong khi đó, những trợ cấp tại Ấn Độ nó chỉ khoảng chừng 5-30.000 đồng. Thấm béo mà đâu. Ê thế mà họ kiên quyết là không nhận viện trợ. Sóng thần Nam Á và Đông Nam Á mấy năm vừa qua đã tấn công Ấn Độ và những nước lân cận. Nhiều nước đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp